đã có 3 video hình cân xứng bắt tẹt cho kiếp 4x4 theo thứ tự 1, 2 và 3 trên kênh YouTube Video Trần Thế. Bây giờ tôi tiếp tục giải hình cân xứng bắt tẹt thứ tư cho kiếp 4x4 này. Tôi xoay chậm để các bạn dễ làm theo khi đã có kiếp với mỗi mặt một màu. Bắt đầu xoay. Và có hình ở ke ở góc. Xoay kiếp này để ghi ngày thực hiện video này. Video này thực hiện ngày thứ Bảy, ngày 6 tháng Giêng năm nay 2018. Người thực hiện họ tên Trần Thế, ở tại Pháp. 73 tuổi.